Nga Nguyễn, chị gái của bệnh nhân số 17 NHN, người được xem là bệnh nhân số 0 của giới thời trang sau khi dự hai sự kiện đình đám tại Milan và Paris và xét nghiệm dương tính với COVID-19. Sau một thời gian dài, cuối cùng cũng đã lên tiếng, qua đó tiết lộ sự thật, những gì đã xảy ra và những điều cô đã phải trải qua. Nga Nguyễn ở thời điểm hiện tại được xem là bệnh nhân số 0 của tuần lễ thời trang diễn ra tại châu Âu. Cô là khách mời tại show diễn hai thương hiệu cực kỳ nổi tiếng với số lượng khách mời giới hạn là Gucci tại Milan và Saint Laurent tại Paris. Và đồng thời, cô cũng là nhân vật đầu tiên trong giới thời trang toàn cầu được xác định công khai dương tính với COVID-19. Bởi là người đầu tiên, cô trở thành nguồn cơn của nỗi sợ dành cho cả hệ thống thời trang, vốn là nơi rất đông người phải di chuyển và đồng hành trong suốt một khoảng thời gian. Cũng vì là người đầu tiên, cô được xem là một biểu tượng về sự đặc quyền và tính bất cẩn song hành. Nga Nguyễn cho biết, bắt đầu có dấu hiệu ho và sốt từ ngày 2 tháng 3 khi đang công tác tại London. Ngay sau đó, Nga Nguyễn được đưa tới điều trị tại một bệnh viện ở châu Âu. Kể từ thời điểm ấy, Nga được điều trị trong một bệnh viện ở châu Âu, tìm cách lần theo quá trình di chuyển của mình và cố gắng nhớ lại tất cả những ai đã tiếp xúc với cô. Mọi người bảo rằng tôi đã về nước, rằng tôi đã biết mình nhiễm bệnh khi đang dự show thời trang. Cả hai đều không đúng. Họ còn bảo tôi là đứa hư hỏng chỉ vì một bức ảnh hở hang và đó là lý do vì sao virus nhiễm vào tôi. Nga Nguyễn trả lời phỏng vấn qua điện thoại với New York Times. Nga Nguyễn cho biết, bản thân đã làm việc với Gucci trong một khoảng thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên hãng mời cô tham dự show trình diễn ở tuần lễ thời trang. Vì quá hào hứng, cô gái 28 tuổi đã rủ em gái cùng tham dự. Cô gái người Việt khẳng định với phóng viên New York Times rằng không có ai nói gì về nCoV ở thời điểm đó. Phải đến ngày 20 tháng 2, chính quyền ở Italy mới ghi nhận bệnh nhân dương tính với virus corona đầu tiên tại vùng Lombardy. Ngày 25 tháng 2, hai chị em tiếp tục tới Paris để dự show thời trang của Saint Laurent. Lúc này, Ý đã được xác định là trung tâm bùng phát dịch virus corona tại châu Âu, nhưng chưa có lệnh phong tỏa. Cuối tuần ấy, em gái cô bay về nước. Chúng tôi vẫn hoàn toàn bình thường suốt thời gian đó. Tôi còn đi làm, đi tập gym nữa, Nga Nguyễn cho biết. Ngày 2 tháng 3, Nga Nguyễn có một chuyến công tác. Thế rồi cơn ho bắt đầu và cô bắt đầu biết là mình bị dương tính với virus corona chủng mới. Nga khẳng định cô đã nhanh chóng báo tin cho đại diện Gucci và Saint Laurent cũng như danh sách bạn bè, người thân, nhân viên trang điểm và nhiếp ảnh đã dự sự kiện cùng. Chưa ai có dấu hiệu nhiễm. Hai công ty trên cũng cho biết các nhân viên cũng không có thấy dấu hiệu nhiễm bệnh COVID-19 và nói rằng họ sẽ thông báo cho những người đã ngồi cùng với Nga trong buổi sự kiện. Hiện tại, Nga cho biết cô đang hy vọng buổi xét nghiệm kế tiếp vào ngày 16 tháng 3 sẽ có kết quả tốt, dù cô vẫn dự tính ở lại bệnh viện để xét nghiệm thêm lần nữa cho chắc chắn. Bản thân Nga cũng ý thức được rằng tình trạng của mình cho phép cô đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm dịch và cách ly tốt hơn so với người khác. Về mạng xã hội, Nga tạm thời ngưng hoạt động. Sau khi hồi phục và quay trở lại với cuộc sống bình thường, tôi sẽ tiếp tục làm, cô chia sẻ thêm. Trải lòng với New York Times, cô gái người Việt cho biết, hiện bản thân bị đồng nghiệp trong giới thời trang gọi là infector, tức người lây nhiễm, thay vì influencer, người có sức ảnh hưởng, khiến cô rất buồn. Với những lời chia sẻ từ Nga Nguyễn có thể thấy rằng cô đã ngay lập tức đi khám bệnh ngay khi có dấu hiệu ho và sốt, cũng như khẩn trương thông báo cho những người có liên quan. Không ai muốn mình bị bệnh, thế nên hãy có một cái nhìn thiện cảm hơn với họ và chúng ta cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh quý vị nhé!